Em chào các bạn nhá, chào các anh em nhá. Thì hôm nay em lại tiếp tục về lô hàng mới đây. Lô hàng quần áo bắt ong này, vải bò cao cấp cải tiến. Đấy, cải tiến này, cải tiến đã được may liền ủng, liền găng tay. Thì hôm nay chi tiết hôm nay em xin giới thiệu với các bác là ủng đợt này em sẽ có hai loại nhé, hai phiên bản cho các bác. Đây, hai phiên bản cho các bác, một ủng là cổ cao này, hai ủng cổ thấp này. Đây, như trên video thực tế nhé các bác nhé. Đấy, bộ quần áo vải bò cải tiến cao cấp. Đấy, em bao cho lại các bác là trèo cây ôm, cây tung, cây thoải mái cũng sẽ rách luôn. Đấy, thì đợt này là em sẽ có hai phiên bản cho các bác lựa chọn ấy này, lựa chọn này. Nhưng mà hai phiên bản này thì hiện tại giờ em đang có là một loại bằng ủng cao su rèn ri nhá, ủng cao su rèn ri này, một loại là ủng cao su màu ấy nhá, màu nâu nhá các bác nhá, màu đỏ đây, màu đỏ đô này. Đấy, màu đỏ đô. Thì đợt này em mới về có hai phiên bản này. Nhưng hai phiên bản này thì số nhỏ thì nó sẽ là dùng cái bộ là ủng rèn ri này nhé các bác nhé, số 41 là dùng ủng rèn ri đấy, còn số 43 thì nó sẽ dùng ủng màu ấy này nhé, màu đỏ đấy nhé, màu đỏ, đỏ đỏ đô nhé các bác nhé. Đó, còn về phần ở trên găng tay vẫn là găng tay cao su này, găng tay cao su này, trước mặt vẫn là lửa lưới nửa kính này, một lửa lưới nửa kính găng tay cao su đấy. Đây thì đợt này cải tiến thêm cho các bác nhé. Về cái phần tai, phần tai nó sẽ làm ô thoáng to hơn và nó sẽ làm phình ra, nó sẽ làm phình ra như này nhé các bác nhé, phình ra như này để giúp các bác có độ thoáng khí tốt hơn, cực kỳ nó mát hơn. Thì lớp này nó sẽ có hai lớp, một lớp lưới nhựa bên trong và một lớp lưới inox ở ngoài nhé các bác nhé, lớp lưới inox ở ngoài này ở vành bên tai, nó may phình ra thêm, nó thêm phải đến 2 phân nữa nhé các bác nhé, 2 phân nữa may phình ra cực kỳ là thoáng mát luôn. Trước mặt thì vẫn luôn luôn là một nửa lưới nửa kính, nửa lưới nửa kính này. Đấy, lưới thì nó vẫn là có 3 lớp, 2 lớp lưới to, 1 lớp lưới nhỏ, lớp lưới nhỏ inox. Đó, như cái lớp ở bên tai nhưng mà lớp lưới nhỏ inox ở bên tai ở trong ấy đấy, để giúp các bác tránh những con ong nó chui được vào, ong không thể chui vào luôn nhé. Trước mặt thì nó là tấm mica này, nhựa mica này, nhất là trong nhất là nét. Tấm này sẽ giúp các bác là không cần phải đeo kính chống ong đái bên trong và cực kỳ là an toàn để giúp các bác quan sát ở bên ngoài dễ dàng hơn. Nhìn ở ngoài nó sẽ trông ở ngoài sẽ hình ảnh thật hơn nhé, nó không bị lóe mắt đó. Về phần khóa, khóa thì bộ ấy này cao cấp này đã từ xưa đến nay nó vẫn là bên ngoài có một lớp dán này, ở trong bên trong có lớp khóa nhé các bác nhé, bên trong lớp khóa này nhất là dày nhất chắc chắn đó. Lưới cũng ở đằng sau lưng có 3 lớp lưới, ở bên trong giữa vẫn có một lớp dây chã để phùng ra chống cho con ong không thể đốt được nhé. Thì bộ này em bao cho các bác là trèo thoải mái luôn, không sợ bị rách, không sợ bị rách nhé, bao cho các bác không bao giờ rách luôn nhé. Một bộ này các bác về bắt là 5-6 năm hoặc 7-8 năm luôn nhé, một bộ này 7-8 năm luôn, cực kỳ đấy. Còn bộ này thì nó sẽ không giặt được xà phòng nhé các bác nhé, không giặt được xà phòng. Các bác giặt ấy thì các bác cởi nước và súc ở trong, cho bác lột 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 ra ngoài là được, không cần phải ra xà phòng nhé các bác nhé. Đó, về phần ủng, ủng cực kỳ chắc chắn. Ủng này thì em bao các bác trèo cây dễ dàng rồi, cực kỳ là dễ dàng. Còn bác nào muốn trèo những cây cao hay là cây cong ấy, cong ấy thì các bác sắm lên cho mình gọi là cái thêm bộ guốc trèo cây, bộ guốc trèo cây 2 đinh ấy thì cực kỳ là trèo dễ dàng luôn. Đấy, bộ guốc trèo cây 2 đinh thì em đã test những bộ quần áo bắt ong này, đi đánh ong thực tế ở ngoài rất là nhiều rồi, nó cực kỳ trèo cây dễ dàng như các bác nhé, mặc theo bộ quần áo bắt ong này cực kỳ dễ dàng luôn. Thì các bác nào quan tâm về cái video đấy thì hãy vui lòng vào cái danh sách phát của kênh YouTube của em nhé. Và đấy thì bác gõ vào cái gọi là test bộ trèo cây thì bác sẽ thấy là em trèo những cái cây to, cây cao, cây bạch đàn to ấy, hay là cây xà cừ to để bắt những tổ ong bầu trời, ong bò vẽ. Thì ở trên sử dụng những cái bộ gỗ trèo cây đấy giúp trèo cây cực kỳ dễ dàng luôn nha các bác. Đó, bộ nó quần áo bắt ong mà kết hợp bộ trèo cây nó thì nhất là ok luôn.
Thì về sản phẩm này, giá sản phẩm nhé, thì các cái vui lòng liên hệ trực tiếp qua các số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Thì sau em sẽ có anh em trong tổ bán hàng tư vấn nhiệt tình cho các bác ấy. Đấy, hàng thì em bán hàng theo video thực tế này, em bán ở trên thị trường nhất là nhiều. Shop em là shop đi đầu về lĩnh vực quần áo bắt ong này, từ đầu luôn nha các bác nhé, từ ngày xưa đi đầu về những lĩnh vực quần áo bắt ong, quần áo bảo hộ. Ngoài quần áo vải bò cao cấp này ra thì em vẫn có quần áo rèn di, quần áo có quạt hay là quần áo bằng bạt ô tô nhé. Thì các bác cứ bấm vào danh sách phát là các bác sẽ xem được hết tất cả các video em giới thiệu về sản phẩm quần áo bắt ong. Mọi vấn đề thắc mắc thì các bác hãy vui lòng liên hệ trực tiếp qua các số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Thì sau em sẽ có các anh em trong tổ bán hàng tư vấn nhiệt tình cho các bác. Hoặc là các bác comment để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận nhé. Thì sau em sẽ có anh em trong tổ bán hàng liên hệ sớm nhất để chốt đơn cho các bác nhé. Còn bác nào mà mới truy cập được vào kênh thì hãy cho sau em xin thêm một like và xin thêm một cái nút bấm đăng ký kênh. Các bác nào mà quan tâm hơn thì bấm thêm cái chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất của show em làm lên để phục vụ cho các bác vào mùa đi đánh ong nhé. Đó. Rồi em xin chào các bác nhé, hẹn các bác vào video sau. Chúc các bác một mùa đi khai thác ong thật là hiệu quả nhé. Rồi xin chào.